Mẹ đưa con dâm thôi mẹ. Mẹ để ăn đi. Mẹ anh ơi, ủng hộ này hết chưa? Ok, hello tất cả quý khán giả của kênh. Tranh thủ bán hết rồi về nghỉ đi nha. Chúc tất cả mọi người đây ủng hộ anh Đậu Phộng 5 bịch. Mẹ anh YouTube chia ra ăn đi. Mẹ Toàn, chia ra mấy anh. Cu đen. Đợi lại em xem xíu nha. Tí ơi, hồi nãy giờ mình trội cao quá kìa. Bé ơi, cưng phải người mẫu không? Bé ơi. Bé ơi, cưng phải người mẫu không? Cao quá vợ. Chết rồi, tôi mà có gặp dò như bả tôi làm verdette á. Ủa giờ không có cũng verdette mà. Thiệt phải không? Ừ. Ôi trời, hai chị em mình quất đi. Kìa bên đây ta đợi xin chụp hình cho Phương. Ai vậy? Bên đây nè. Hello anh. Trong đây nè, mấy em trong đây nè. Ai? Trong đây nè. Ủa chụp hình chưa em? Chụp hình rồi mà. Trời ơi, chụp hình đi nè baby. Ây da, trời ơi té. Bả xô em là trời ơi. Cái này của Minh Tiến. Lộn rồi, bên đây. Đây nè bà. Cái này của Minh Tiến. Không cái sao không em ơi, chị đổi chị nhường, chị nhường em chị gì đó thôi đừng có nhường qua nhường lại tôi mệt chị để, quá chị để chị em qua cái nhông xả thôi kệ đây đi mà lem nè ngay gu của tôi luôn nè hôm qua giờ có ga không không chưa ga không ý là có ra đây chơi không á hiểu lầm rồi hiểu là giờ chưa ga à giờ ga xong mới ga nè trời ơi ơi tới cục kẹo luôn rồi cái cặp giò này đá vô cuốn họng là dở cuốn họng lên đá thiệt luôn ha rồi trời thì có nét phu thê nha hai mặt giống nhau á hung bà hung bả cái đi ổng ơi hung bả cái đi ok hung khép lỗ mũi lại trời trời khép lên sau thở bịt cái lỗ mũi lại giùm đi lấy hai cái đút chai nhét vô dạ lấy hai hộp đậu bọng trời ơi không thở được luôn á khó chịu lắm á nha đứng kế anh là không thở được luôn trời ơi khách mà đẹp trai quá vậy trời hả chi chi mới sửa kìa trời ơi chị yêu của em đây. Chị ngồi đâu ngồi đây đi chị. Trời ơi, nay có chị bé sữa với lại bé Kem nè. Hello Kem. Con mới ra hả? Mới qua rước chị hả? Không, em đi dễ thương quá à. Ít nói lắm mọi người ơi. Bé Kem bị ngại, chị sữa cũng ngại luôn. Đây, em của em. Bị đê luôn. Ơi. Mới vừa bị khi chồng không bò kho. Đâu nó có bị chồng bỏ đâu, nó bỏ chồng đó mà. Có đâu, như hai chị em mình hiểu làm. Hiểu làm. Không ai bỏ ai. Không ai bỏ ai hết trơn á. Ý là tụi em nói chuyện cho có cốt chuyện vui á. Ngồi đi Lộc. Cái Hoàng xích xuống đây. Được không chị? Rồi hello mọi người nha. Hôm nay có sự xuất hiện của bé sữa. Đó. Những người nổi tiếng. Chị Diễm nè, bé Kem nè, Trương Thành Lộc nè, đó. Những nhân vật mà luôn luôn gắn bó với tên tuổi của bé Diệu Đỗ Phương và Minh Tuyết. Rất là cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn những anh chị em, bạn bè xa gần mình đã luôn thương yêu và ủng hộ ở quán em, ủng hộ nước nè, ủng hộ gọi chị, bé Đạt. Chị kêu nước chưa chị? Chưa hả? Rồi đưa menu cho chị kêu nước. Thôi chị kêu về bé nhân viên không có nhớ đâu. Nhân viên ơi, order cho chị một ly long nhãn với lại một ly một cái khoai tây lắc với một cái sụm gà với một cái trái cây dĩa, một cái phun hơi không khói, cái gà cái tắc tâm nước với lại em làm về. Trời ơi, nhức đầu rồi, nó kêu vậy không mà nó nhức đầu đó, nhân viên có như đây cũng làm nghe được. Nghe tao đứng cái bên tao cũng thấy nhức đầu vậy đó chị nhân viên. Ủa là vậy chửi? Trời ơi, với tao mà nhân viên nãy giờ đập cái bảng là đầu mày á. Chị chửi. Trời nó kêu gì đâu mà tiền có muốn ngấu gì tao. Ý là chị chửi em á hả? Đâu, chị hiểu làm. Chị em mình còn thân đó. Ê! Cái quần trời nó tụt quần em bà chị ơi. Chị dỡ cái giấy em lên hả? Con bé này nó dỡ cái đầm em lên á. Thôi bây giờ là hai chị em sẽ tương tác và tặng cho mọi người một lối cắt quất của hai chị em. Thị phạm rồi đó. Thị phạm của Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng. Đó. Không, Hồ Ngọc Hà với Hồ Ngọc Rùa. Cái vừa lòng ba, ông nội. Không, em là Hồ Ngọc Há. Có nhạc không? Có nhạc. Mu xịt em ơi, em. Mu xịt. Mu xịt. Mu xịt, bitch. Công ơi. Cái gì? Chân phải trước nha. Ê, mình tự mở nhạc của mình không? Thôi khỏi đi, mình người mẫu mình đâu cần đi nhà. Mình chuyên nghiệp mà đúng, đúng không? Rồi. Rồi chuẩn bị nha. 2, 3. Tạo dáng. Giữa lưng. Chưa.
Nướng gì lâu không? Mỏi nha. Nướng hoài luôn hả? Mệt. Xỉu, tụt đường, tụt đường. Tụt đường. Nhớ lên sắp xong rồi. Tụt đường. Đứng nửa tiếng. Đứng nửa tiếng, trời ơi. Phước. Cảm ơn mọi người. Ai vậy? Ôi trời ơi. Trai trời. Hết rồi. Sanh em qua xa mày ra. Sanamita. Sỏi đi kha. Sanamita. Ủa anh ăn gì em kêu cho? Lấy 200 lộn xộn đi. Rồi 200 lộn xộn cho ông xã của chị luôn em ơi. Trời Phương ơi, cái gu mới của em luôn, không phải xăm mình nha. Xăm chân mày. Xăm má này ghét quá, xăm mình nè. Ổng quá em. Hồi xưa là em môn xăm mình thôi, cái sau này em đổi lại không chịu xăm mình. Cái chuyện qua xăm chân mày, còn bây giờ đây là gu mới nữa. Vừa xăm mình mà vừa xăm chân mày luôn. Chút tôi xăm mí mắt mà luôn. Ừ. Miệng mà quá trời. Đây Minh Duy. Hiểu làm. Minh Duy ông xã của em. Minh Duy. Minh Duy. Minh Duy. Chị Tiết. Dạ, ở nhà tên Minh Phúc. Bữa nay kể rảnh em qua em kể sửa điện giùm nhà chị. Ôi trời ơi. Nhà chị dâu điện hay bị hư. Nó má tùm lum tùm la thấy chay đẹp quá vậy. Hằng mai qua nhà em sửa ống nước nha. Nói chứ là lâu lắm rồi hai tụi mình chưa có đá trứng cút nút trứng cá. Vẫn là một. Nói chứ em kêu nước nha. Lấy cái menu. Ủa kêu nước chứ. Ừ kêu nước rồi để em kêu cái kia. Combo hú phương mới. Combo mới anh. 250 tặng để em bưng đi Hải, xào ướt xào khô. Chị bé, ở bên kia có cái gì kia kiếm em qua bển đi. Không có đâu má, mấy giờ bộn mấy vụ vợ, tao đi ở đây chơi với chồng. Hiểu là, hiểu là. Không có. Không ý, em ngồi đi, không có ai kêu hết trơn, chị giỡn. Chị cảm ơn gì nha, cảm ơn. Cảm ơn anh người ủng hộ, trời ơi, nghe nè Phương. Dạ, dạ, dạ. Phương, ở ba này Phương. Ok chị. Bê đê ơi. Hồi nãy nghe nó mua lửa mà, chút kỳ vậy. Dạ, chút em mua lửa, chút em mua lửa. Giống hả, giờ mua luôn hả? Mua lửa luôn. Còn danh. Rồi, ok, đúng. Rồi, đúng. Ủa lời kia đúng luôn rồi. Tại, bởi tại... Bê đê. Bọn á, mà biển đúng ta. 200.000 lộn xộn. Chí tôi mẹ. Rồi. Ở phùng viên ca sĩ. Ồ, vậy hả? Trời ơi, hổ phiền. Ok bé. Dễ thương. Chụp lấy liền hay mai lấy em? Sai. Thôi lấy liền đi. Ok. Rồi. Chị cầm ha. Chị với chị Minh Tuyết đi. Chụp hình đi. Đậu nè em. Lạ. Thôi. Có sao không chứ? Đầu gối lỏng quá. Ủa đầu gối lỏng kìa. Hiểu làm. Hãy đứng chính giữa đi. Vô bé. Cảm ơn nha. Đây em nghe nè, cục cưng của em. Ông xã. Chụp cái đi. Chụp. Ê ma từ ở bên kia vậy mà. Lặn lộ ra tới đi. Kìa nghe anh nói không? Gì? Lâu quá không gặp, chụp cái đi. Bây giờ cũng được. Tùm lum tùm la anh nói hiểu làm. Nói lại đi, chụp. Chụp hả? Chụp hả? Tại quay vô kìa. Anh đi Mỹ lâu quá, anh quên pha ngữ pháp, anh nói lộ hiểu là. Anh quay vô kìa. Quay làm kỷ niệm cho. Quay hay chụp? Quay làm kỷ niệm đúng không? À. Ok, em sẽ làm cho anh ấn tượng, đút lưỡi đi. Ủa? Quên. Ê, nó nghe nào, ông né không có lè lưỡi ra nha. Tôi thấy rõ ràng, né mà lè lưỡi ra nha. Chụp gia đình luôn. Rồi, chụp gia đình, đó. Okay. Em chụp giùm cho. Kìa bé, hả lâu quá không gặp hả đi. Nó rùm mà, sợ. Vô, vô, vô. Cái một nét đẹp qua đây là cho các trẻ em đều sợ. Rồi rồi. Có bị ngược sáng tối không? Không được rồi. Đây ra sợ rồi. Mẹ ơi. Cười đi, cười đi. Chụp hình mà ồ quá vậy trời. Ồ quá. Chụp hình dạ. Ok ok chị. Rồi qua chị nè. Rồi qua chị đi, chàng qua chị đi. Đó chị giống như là hoàng hậu mà có hai cô phi tần vậy, thấy không? Trời ơi. Xuất phát luôn. Cái góc kỳ quá Linh. Cái đường của bả kia. Cháu. Không có gì rồi. Rồi. Quá trời luôn. Rồi quá trời luôn. Ok, cảm ơn chị. Ê, ngủ hả? Trời ơi ơi, sao má này giống bà chức quá trời, chụp hình xong mà ngủ luôn kìa. Cảm ơn chị yêu nha, cảm ơn cả nhà. Ok. Ủa hai người giống bụng đồ tình nhân quá vậy. Bụng đồ cặp quá vậy. Ủa alo. Ủa alo. Tới cục cức thiệt. Để dạ mới đi show về. Anh nhắn tin là em trả lời liền luôn, em livestream đó. Thôi kìa, bé kìa. Ai vậy? Múa lửa hả? Hello bé.
Lập đôi chuỗi đó. Bệnh lắm, vũ gì cô bà vậy? Ý là thấy bóng dáng của em đây. Giống nhau. Bóng dáng anh đẹp xinh cho lòng anh đang chìm đắm. Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh chính sao. Này người ơi xin bước cho em lòng em đi xin. Trên có non mong ngóng đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Xin giới thiệu với mọi người, đây là sản phẩm ba cô gái. Thì mọi người đã biết rồi, thì đây chúng là người em muốn. Chúng ta có màu qua mắt xin một góc bụi vị cùng sản phẩm, đó là keo dính chuột. Cái dính chuột không đông đậy, không nhiễm môi trường. Đặc biệt, cái dính chuột còn có tác dụng bởi vì nó có thể hát như ruồi, mũi, kiến và heo. Trời, cái gì vậy? Cái gì heo đây má? Quên! Ý là bánh trung thu đậu xanh con heo. Ý là em đặt rồi mà chưa tặng cho em. Nhưng gì? Nhưng đậu xanh. Nhưng dễ thương quá à. Đẹp gái. Nhiều ký. Ê lợi. Nhiều tổ. 16. Nó cười khóc. 16 thôi. 16. Mở mắt ra này đừng. Mở mắt ra em. Dễ thương em tên gì? Dạ con tên Đăng. Con. Tên gì? Tên Đăng. À bé tên Đăng. 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 Đang là bà Đang Đang á, tôi giả với mặt bây giờ. Con gái hồi Đăng cái gì? Tên Đăng. Ừ. Tên Đăng. Tên Nhi. Ờ. Nhi. Con gái tên Nhi nha mọi người nha. Con trai tên Đăng nha, còn con gái tên Nhi. Trời ơi, mặt bà nói ra luôn rồi đó. Ủa vậy hả? Bà nói tên trai ta luôn rồi đó. Tên cúng cơm rồi mà nói luôn. Có giấu không? Có giấu không? Hay là công khai? Dạ. Dễ thương. Công khai. Ủa cưng quốc thời trang được không? Vậy chưa tạm. À. Dạ bây giờ có muốn cô Phương lên thì thị phạm chỉ cho vài bước không? Trời ơi. Đang quốc kìa. Bà không có biết quốc mà bà đang quốc vậy đó. Chị mang dừa không vậy? Dừa, trùng bà. Số mấy? 43. Ở giống chị luôn. Trời ơi, tụi em gái chứ tụi em mang cú số 43 nha quý vị nha. Thường thường bánh bèo là người ta mang size 36, 37, 38. Nhiều khi cái chân bự quá là 39. BD mang 43, 44. Đó, chị bàn chân 39. Em dẫm nát bao tàn. Đó, bàn chân em đạp 8 con chuột chết. Trời, bàn chân nhưng mà bự dữ vậy chờ. Nó chứ dễ thương. Tên Nhi nè, nhà ở đâu lận Nhi? Dạ, quê em, quê con Tuyền Giang, còn hiện tại con em quận 1. Quê em được rồi, quê con cái gì bà? Nhiêu tuổi, hai mấy? Dạ, 16. 16 tuổi. Thiệt mà, 16 thì... 16, đây mọi người, 16 tuổi và 39 tuổi. Cái gì? Trời ơi. Cắt giùm. 16, 17, hai đứa em là hai đứa đôi bạn thân tiên. Ôi ma ơi. 15, 16, 17. 51. Miệng mà quá trời. Miệng mà quá trời. Nói chứ rất là cảm ơn Nhi. Sao tự nhiên càng nói càng lùi vậy? Xích lên đây nè, em đâu có ma đâu mà em sợ. Bước mình, ra anh sáng đi em. Mình cái gì? Chào mừng các bạn đến với chương trình Cơm Ao. Chương trình Bước ra ánh sáng. Lời đến đầu tiên xin cho Thu Phương và Minh Tuyết gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thì hôm nay chương trình Cơm Ao đến với bé Đăng, tên thiệt là Nhi. Với hôm nay là khách mời của chương trình là bé Nhi. Bé Nhi năm nay 16 tuổi và bé Nhi đến từ Tiền Giang. Rồi bây giờ thì em có thể giới thiệu sơ nét về mình khi nào mà em đã phát hiện ra là mình là một người con trai nhưng mà không giống những người con trai khác. Đúng dạ, rồi. Dạ 4 tuổi. À 4 tuổi. 4 tuổi sớm. Em 4 tuổi là em đã... Chứ hồi đó chị 14 tuổi chị mới biết chuyện vậy đó. Rồi cho đây là câu hỏi ngoài lề của một bạn khán giả ở tỉnh Tiền Giang cũng hỏi em luôn là hồi xưa đầy tháng thôi năm nay em bóc trúng cái gì? Đôi guốc. Này không biết. À không biết thì một chút nữa bé sẽ sờ thình và coi lại. Đúng rồi. Rồi gáp của em tới luôn rồi đó, thì bây giờ Nhi gửi lời chào và cảm ơn đến tất cả mọi người nha. Rồi bé coi YouTube, bé coi YouTube thấy mình ngại nha. Bé nó ngại gì ơi, bé nó mới bóng mấy bay mọi người, mấy bay mọi người mới 16 tuổi mà BD nè, thấy chưa mọi người. Đó, số tuổi là thua xa mọi người nhưng mà số ký. Bé má ở lợ đi, ở lợ đi, cảm phiền ở lợ với bé này đi. 16 tuổi đó mà hỏi nó nhiêu ký? 160 ký. Phải không? Ở đâu mà? Ủa phải không? Nói quá gì trời ơi, tới 160 có. À 150. Tấn gữ. Má nó kỳ ghê trời. Nói chứ cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm và đặc biệt là cảm ơn bé Nhi với lại cảm ơn tất cả bạn của bé Nhi. Rồi dạ, cho chị bắt tay một cái nha.
Bye bye bé yêu, hẹn một ngày gần nhất nha. Chúc em chơi BD thành công thắng lợi. Dễ thương ghê. Chơi lâu dài đó, nha. Đi hết cái nước Sài Gòn, lội hết cái nước Việt Nam. Ở đâu ra, ở đâu ra những bà bóng mà dễ thương như thế này. Ở Lan Quế Phường. Tầm này là tầm đỉnh cao rồi ạ. À. Đây mới là thiên đường, thiên đường. Trời ơi, có chủ thiên đường mà gặn 8 tiếng đồng hồ. Nếu chứ lời nói đầu tiên xin cho. Ở đầu tiên hoài. Lời nói cuối cùng xin cho Thu Phương. Sao đó nói chứ hay là mọi người nó nói cái câu đó đó. Ghét.